Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp tổ chức diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Đà Nẵng năm 2022. Tham dự diễn đàn có ông Phan Chí Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Đại sứ Ngô Hương Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài. Phía thành phố Đà Nẵng có bà Ngô Thị Kim Miến, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn các doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt về Việt Nam nhằm kết nối đầu tư, thương mại và du lịch với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Có 40 doanh nhân kiều bào tham gia sự kiện này. Tại đây, các doanh nhân kiều bào được giới thiệu về tiềm năng phát triển của Đà Nẵng, nhất là trong lĩnh vực du lịch thương mại, những lĩnh vực thành phố ưu tiên thuốc đầu tư, các cơ chế chính sách Đà Nẵng dành cho nhà đầu tư. Thái Lan hiện là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại nước ta với tổng giá trị đạt trên 13 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Tại Đà Nẵng, Thái Lan là đối tác thương mại thứ hai của thành phố trong ASEAN. Đà Nẵng có gần 20 doanh nghiệp có kết nối hợp tác làm ăn với Thái Lan. 12 dự án FDI Thái Lan vào Đà Nẵng với tổng vốn 60 triệu đô la Mỹ còn khá khiêm tốn. Vì vậy, diễn đàn ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng kỳ vọng sẽ mở ra một cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp kiều bào tại thái lan nắm bắt chính sách khuyến khích đầu tư thương mại và du lịch của thành phố giao thương trực tiếp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng để thiết lập kênh hợp tác làm ăn lâu dài trong thời gian đến đây cũng là dịp để doanh nghiệp đà nẵng tìm kiếm đối tác làm ăn với doanh nghiệp thái lan